Vâng, rất vui gặp lại các bác và toàn thể anh em trên kênh YouTube Điện tử Tám Hoa. Vâng, thì ở cái video này em xin được giới thiệu test chất âm của một cặp loa bãi Mỹ. Vâng, trước ống kính các bác và toàn thể anh em, đây là một cặp loa bãi Mỹ có tên là Servin Vega. Và cặp này có cái mã là PS12S25 mã. Thì với cấu trúc được thiết kế một bát 30. Đây là bát 30 anh em này. Và đây một chung kèn và một siêu tép. Tổng là 3 loa trên một thân thùng. Bát được sở hữu một chiếc từ có đường kính là 17 cm. Côn 45, màng giấy gân vải này, gân vải 36 anh em nhé. Và họng của chung kèn là họng 55. Đó. Và cặp này thì phải nói là siêu tuyển. Còn nguyên zin anh em nhé. Và em xin sơ qua cái thông số để anh em chúng ta nắm được cái chiều cao, chiều sâu của thùng. Thì với cái chiều cao của thùng thì được thiết kế chiều cao là 72 cm, chiều ngang là 40, chiều sâu là 42. Đó. Thùng gỗ vỏ ngoài bọc da. Trọng lượng cân nặng của mỗi thùng là 24,5 kg. Giá 18, vâng xin lỗi, giá 14.800. Vâng, giá 14.800 cho một cặp loa Mỹ xịn Servin Vega PS12S25 mã. Ok, mọi nhu cầu mua sắm các bác có thể liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Dòng này bát đánh rất sâu mềm các bác nhé. Tép rất lẩy và nhuyễn. Đây là một dòng loa được thiết kế tới 3 đường tiếng.